Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang quay tại trước cửa hàng tôi nhé. Một chiếc xe mà tôi xin gửi đến quý vị và các bạn đây, ở cái mẫu xe sedan hạng sang, đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz E250. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì đã lăn bánh được 6.001 km rồi quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, một chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, còn rất là mới, rất là đẹp, màu nâu cà phê này nhé. Mà giá thành thì lại rất là rẻ quý vị bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 780 triệu đồng quý bạn nhé. Chỉ 780 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Mercedes E250 hạng sang này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mercedes-Benz E250 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.